Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin công đoàn của Báo Động. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Ngày 26 tháng 4, tại Hà Nội, Chính phủ, Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn, ngành lao động thương binh xã hội tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng, tích cực cụ thể hóa chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng và đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết theo kế hoạch của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên quan việc hàng nghìn công nhân công ty điện tử BSE Việt Nam chi nhánh Nghệ An ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi. Ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo công đoàn khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cùng với lãnh đạo phòng doanh nghiệp và lao động, ban quản lý khu kinh tế Đông Nam đã có mặt tại công ty để nắm bắt nguyện vọng của công nhân, đồng thời đề nghị lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại với người lao động. Sau buổi đối thoại, các công nhân đã đồng ý trở lại làm việc vào sáng 26 tháng 4. Báo Lao động vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024. Cuộc thi nhằm chào mừng 95 năm Công đoàn Việt Nam, 95 năm ngày Báo Lao động xuất bản số báo đầu tiên, 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, 300 năm ngày sinh đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và nhiều ngày lễ quan trọng khác của tỉnh Hà Tĩnh. Thể lệ cuộc thi và cơ cấu giải thưởng, độc giả có thể tham khảo trên báo Lao động điện tử laodong.vn. Khi thực hiện cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương. Trong đó, sẽ bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ và phụ cấp công vụ do đã đưa vào trong mức lương cơ bản. Như vậy, hai khoản phụ cấp gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công vụ sẽ được bổ sung vào số tiền lương cụ thể trong 3 bảng lương mới của quân đội và công an. Kính thưa quý vị, hiện nay vẫn còn nhiều lao động tự do chưa mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do rào cản về thu nhập, chính sách chưa hấp dẫn. Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi, để thu hút người dân tham gia, cần bổ sung thêm chế độ trợ cấp. Nhằm mở rộng lưới an sinh xã hội, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 đã đề xuất nhiều chính sách mới. Theo đó, đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của luật an toàn vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện. Các chuyên gia về an sinh xã hội cho rằng việc sửa đổi là vô cùng cần thiết, góp phần tăng quyền lợi để thu hút người dân tham gia loại hình bảo hiểm này. Cố gắng làm sao tức là phải cho cái phụ nữ tham gia vào cái hệ thống bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ thai sản nhưng đúng ý nghĩa của thai sản. Thứ hai là cái gì ạ? Ngoài cái thai sản ra thì nên nghiên cứu đến cái đã lao động rồi thì bắt buộc hay tự nguyện thì phải nghĩ đến cái tai nạn lao động ấy. Thì nó sẽ khuyến khích cho người lao động, nhất là phụ nữ, người ta sẽ vào hệ thống của chúng ta tốt hơn. Cơ chế nó phải linh hoạt. Đấy, thì đấy là vấn đề bổ sung thêm chế độ chính sách cho bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để mục tiêu là gì ạ? Mục tiêu là khích lệ để người ta tham gia vào hệ thống. Và cuối cùng là chúng ta đạt được tinh thần nghị quyết là bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân. Dự kiến luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào giữa năm 2024. Và nếu được thông qua đúng kế hoạch, thì đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, luật sẽ có hiệu lực thi hành. Kính thưa quý vị, trong mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay, có một câu hỏi của bạn đọc gửi về cho chương trình như sau. Tiền lương đi làm ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 có đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề trên, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Xiaomi Vũ Thủy Trang sẽ giúp chúng tôi giải đáp ngay sau đây. Theo quy định tại điểm Y khoản 1 điều 3 thông tư số 111 năm 2013, thu nhập từ phần tiền lương tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cảm ơn những giải đáp vừa rồi của bà Vũ Thị Trang. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của bà đọc qua hộp thư toa soạn a.laodong.com.vn. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo.